Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào 500 anh em. Tôi Linh Tư chào 500 anh em. Tôi Hữu Mạnh chào 500 anh em. Tôi Hưng Như Tục chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Cương Sống chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì mọi người sẽ thấy là hôm nay rất là đông đủ anh em nha các bạn nha. Thì hôm nay là đông đủ như này thì anh em mình có làm gọi là một món mà liên quan đến lợn. Thì mọi người sẽ thấy này, đấy, đây là một con lợn này anh em mình đã mổ phanh ra. Bởi vì sao mà không còn đầu ấy, đó chính là vì chính sách của YouTube nên anh em mình phải bỏ đầu đi nha các bạn nha. Đó thì đây là một con lợn sữa. Thì bình thường ấy mọi người sẽ thấy là người ta nướng lợn sữa ấy, là người ta sẽ để nguyên không mổ phanh ấy, xong rồi người ta nướng mật ong, người ta sẽ gọi là kiểu quay cho nó giòn ra, cho màu nó đẹp đẹp nha các bạn nha. Nhưng mà hôm nay ấy, thì anh em mình sẽ không nướng theo kiểu như vậy, mà anh em mình sẽ gọi là mổ phanh con lợn này ra, xong rồi anh em mình sẽ khứa này, xong rồi anh em mình sẽ gọi là phết một ít mật ong lên cũng để tạo cho vàng da. Đấy, xong rồi anh em mình sẽ gọi là cho nó tắm ớt nha các bạn nha. Đấy thì không biết là anh em biết cái kiểu gà tắm ớt chưa? Đấy, đấy, xong là khi mà anh em mình nướng là anh em mình sẽ rác cái ớt bột lên thì sẽ gọi là cái món hôm nay của anh em mình ấy, đó chính là món lợn sữa tắm ớt siêu cay nha các bạn nha. Đây, 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 em quay phần trước này. Đấy, đây mọi người sẽ thấy này, đây là toàn bộ hình hài con lợn sữa này. Đấy, thì như mình nói lúc nãy là anh em mình sẽ còn phải khứa thịt của nó ra chứ không phải là để nguyên đâu nha các bạn nha. Đấy, khứa thịt ra, xong rồi anh em mình gọi là phết lớp mật ong những thứ ấy, xong rồi anh em mình mới cho lên để nướng này, xong rồi anh em mình sẽ gọi là cho con lợn sữa này tắm ớt siêu cay nha các bạn nha. Thì đấy, thì hôm nay rất là đông anh em này, thì anh em mình sẽ làm sao để chế biến một món vừa ngon này vừa cay để anh em trải nghiệm trong cái thời tiết nó hơi se se lạnh một xíu này nha các bạn nha. Thì anh em nào có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho rất nhiều, ủng hộ anh em mình nhá. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu khứa con lợn này ra nha các bạn nha. Anh em bảo là thôi không khứa cái mặt gọi là ngoài của nó mà chỉ khứa mặt trong thôi cho nó nhanh chín và ngấm vào bên trong mọi người ạ. Còn mặt ở bên ngoài thì anh em sẽ làm sao để cho nó gọi là đẹp nha. Đấy. Thì bây giờ là Mạnh sẽ khứa ra này. Đấy. Chọc mũi ra không? Khứa cho nó đẹp đẹp thứ ra. Đấy. Đấy, nói chung là em cứ khứa sâu sâu vào. Tôi hẳn vào xương ấy. Vừa đến xương là được. Đấy, khi mà nướng thì mình nướng thì nó sẽ nhanh chín hơn, với cả nó ngấm gọi là gia vị nha các bạn nha. Đấy, em khứa hẳn trên này nữa. Em sợ nó bị chí bị toạc ra dưới này này. Chính xác giải phết. Sợ tại nó đi lại. Nó kiểu nó trơn trơn đấy mọi người ạ. Đấy, khứa ra như này thì khi mà mình nướng nó sẽ nhanh chín hơn nha. Đấy, được rồi. Được rồi em ạ. Đấy, bây giờ là anh mình sẽ bắt đầu gọi là cho thêm cái mật ong như mình phết ở ngoài này. Đây. Đấy, cho mật ong phết ở ngoài này. Em pha mật ong với cả giấm vào. Nói chung là cái lợn này thì anh mình sẽ kiểu nướng làm sao để cho nó cố làm sao để cho nó đẹp mắt nhất. Bởi vì anh em mình thì nếu mà để mà nướng lợn quay gạo sơn ấy thì cũng gọi là không đủ trình nha các bạn nha. Cương nó lau lau qua một đoạn này. Đấy, Mạnh đổ giấm ra đi em. Để cho nó kiểu thấm vào con lợn hơn đấy mọi người. Đấy, anh em mình sẽ gọi là quyết một lượt giấm trước nha. Khi đó khi mà nó gần chín thì anh mới phết mật ong. Đấy. Đây là một lớp giấm ở ngoài. Ui, mùi giấm lên rồi đấy. Cho được đeo ra đi cho vàng đẹp. Bởi vì giấm nó trắng nên là cũng khó nhìn, nên là phải đưa đến đoạn nào rồi là phải nhớ, không là tí lại quên mọi người ạ. Chân bao nhiêu kẽ chân em coi như là đánh móng chân cho nó luôn đi. Là neo mà, nó neo suốt này. Đấy, thì xong là anh em mình sẽ bắt đầu cho lên để nướng luôn nha các bạn nha. Chỉ một lớp giấm ở ngoài này trước thôi, xong là tí anh em mình phết giấm vào mật ong sau. Bây giờ là Mạnh nó quyết hết những cái kẽ chân những thứ, xong là anh em mình sẽ bắt đầu cho lên để nướng ấy.
Anh em mình khi mà nướng con lợn mà phanh ra như này thì là anh em mình phải thiết kế cái tay cầm xa ra một xíu như này nha con nhỉ. Đấy, đây. Nói chung là anh em mình chỉ lật lên lật xuống thôi, không như kiểu lợn nó vẫn còn để nguyên con thì anh em mình có thể xiên tre và quay đều nó, nhưng mà lợn khi mà anh em mình nướng phanh như này là kiểu anh em mình sẽ lật đi lật lại nha con nhỉ. Đấy, đây. Mọi người sẽ thấy này. Đấy. Thì than thì đã cháy rồi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cho lên để nướng nha con nhỉ. Đấy. Than cháy hồng lắm rồi mọi người. Đấy. Đấy, cao cao lên, đừng sát quá là cháy luôn đấy. Đấy, mới đầu là phải từ từ đó. Đấy. Giờ như mình sẽ nướng như này. Đấy, xong bây giờ hai chúng cháu thử lật đi. Đấy. Sẽ lật liên tục như này, cho vào một xíu là đã có khói rồi nha mọi người nha. Đấy, anh em mình sẽ nướng con này cho là khoảng độ 2 tiếng nhưng mà chín. Với cả tí đó là anh em mình sẽ phết thêm mật ong những thứ lên. Khi mà chín thì anh em mình sẽ gọi là rắc ớt bột cho nó tắm ớt bột nha con nha. Sau khoảng 20 phút anh em mình nướng này mọi người này, thì bây giờ hiện tại là ra những cái phần này đang chuẩn bị lỏ rồi này. Đấy mọi người thấy không, nó chuyển màu hết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ phết gọi là mật ong với cả giấm lên một lần nữa nha. Đấy. Vừa nãy lúc đầu là chỉ là có giấm thôi, lần này thì có cả mật ong đây rồi. Thì mình nghĩ là nó, tí nữa nó sẽ lỏ ra đấy mọi người. Giòn đấy. Giòn chưa? Đây cái phần này anh thấy nó giòn giòn rồi này. Đấy. Nó sộp sộp rồi đấy. Quyết đều đều vào xong là anh mình lại tiếp tục gọi là cho lên để nướng nha các bạn nha. Đấy. Chắc là anh mình nướng khoảng 1 tiếng nữa thì con lợn sữa này của anh mình sẽ chín rồi. Đấy, mình thấy chưa? Đấy thì anh mình sẽ quyết đều thêm một xíu nữa xong là cho lên nướng tiếp đến khi chín là anh mình sẽ gọi là cho nó tắm ớt rồi thưởng thức nha các bạn nha. Con heo sữa của anh mình đã gần chín đây rồi nha các bạn nha. Thì vừa nãy là để ớt bột nó ngấm được vào thịt ấy, thì anh mình đã phải khứa nó ra này. Đấy mọi người ạ, nhìn màu rất là đẹp rồi. Bây giờ anh mình sẽ gọi là cho nó tắm ớt bột, xong là anh mình nướng thêm khoảng một lúc nữa, xong là anh mình đi thưởng thức luôn nha các bạn nha. Đều đều lên nha. Đấy, giời ơi. Em đắp như kiểu Tây một xíu mà. Đấy, đấy, đấy. Đấy, em cho đều đều vào. Thôi cứ như các cụ Việt Nam là cứ kiểu rắc đạm anh ạ. Rất nhanh. Rồi. Tây nó hơi mất thời gian nhỉ. Đây chỗ nào có chưa có em cho nó đều đều vào. Ok, sửa lính tráng có sức. Đấy, mọi người thấy không? Nó đã được tắm một lượt ớt bột đây rồi. Thì xong rồi lật lại đi anh tươi. Hai anh em lật lại đi. Đấy, đây dưới đây thì anh mình nướng nó kỹ hơn thì nó cháy hơn rồi nha các bạn nha, kiểu nó xém hơn rồi đấy. Đấy, nói chung là anh mình sẽ cho tắm ớt bột như này. Thì anh mình xong là sẽ nướng thêm một xíu nữa, xong là anh mình sẽ bắt đầu đi thưởng thức thôi mọi người ạ. Đấy, đúng không? Được chưa? Đấy mọi người ạ, đây nha, đây là con gọi là lợn sữa anh mình tắm ớt bột này. Thì anh mình sẽ nướng thêm một xíu nữa thôi, xong là anh mình sẽ đi thưởng thức món lợn sữa anh mình tắm ớt bột nha các bạn nha. Con lợn sữa của anh em mình đã tắm ớt và nướng thêm một chút rồi. Thì bây giờ nó đã chín rồi, thì anh em mình sẽ đến màn anh em mình gọi là thưởng thức nó thôi mọi người ạ. Đấy. Thì con lợn sữa ấy, nó là lợn sữa nên anh em mình sẽ gọi là dùng tay để xé, chứ không phải dùng dao hay là kéo để cắt nữa nha các bạn nha. Đấy, đoạn nào giòn thì tí là anh em cứ trải nghiệm thôi. Nhìn vỡ đi nữa. Không đập được. À, xé đi em. Giòn làm cái nồi này. Đấy, anh em mình xé lợn mà như là xé gà ấy. Sáng luôn. Đây. Đấy, xe đùi lợn như đùi gà luôn mọi người ạ. Ui giời ơi, đùi luôn. Rất luôn. Ui giời ơi. Đấy, nào. Ngoan chưa? Ngoan. Chú sợ sao anh Tư, anh Cương? Không sợ. Đây. Quất đi. Cầm quất đi. Đấy, quất đi. Tay em tiện tay em xé luôn ra cho mọi người. Xé thịt xé gì ra. Ôi ôi. Ui, mời mọi người cái đùi còng heo. Ôi giòn này. Ngon thương. Anh cho em cắn ké nữa được không? Đây giòn này. Lên xem. Thử đi. Thử nhá. Tỏ này. Đấy cũng giòn ra nha mọi người nha. Anh em ăn phần nào thì xé thôi. Lại cắn vào cái xương, cắn đường dưới đi. Mời lấy mọi người. Mời lấy cả mọi người nhá, mình chuẩn bị ra. Cay cay. Mời tất cả mọi người thưởng thức con lợn sứa nướng tắm ớt này nhá.
Ủa, ngon như bánh đa luôn mà. Đấy, nói chung là mình để mọi người xé tay bởi vì đó là lợn sữa nên là cứ ăn miếng thịt nào, phần thịt nào thì cứ xé ra thôi. Đây, mình chấm thêm chấm chéo lại mọi người ạ. Ui giời. Ui giời ơi, đấy đùi gà thì người ta mới xé như này, nhưng mà đây là anh em mình chơi đùi lợn nên mình cũng xé như này luôn. Wow. Cay. Nhìn không mọi người thấy cay. Ui giời ơi, xé ra cái nước nó chảy ra. Các bạn nha, nguyên một miếng đùi. Đây. Mình thì chấm nha. Ngọt lắm. Còn hai đùi trước nữa. Để chấm mình cho mọi người xem thịt con lợn này. Mời mọi người nhá. Ui, cứ xé ra đi, xé cái đùi hắn ra em. Đấy, cầm cả luôn chú ạ. Trời ơi, cả đùi luôn cho nó đẳng cấp luôn này. Đấy, thế. Xin mời các bạn nhá. Ui giời. Cay quá. Không biết. Sao mạnh nhanh rồi. Ui anh sợ sao nó. Ui dài giỏi lắm luôn. Thịt đồ trắng. Thế này mới gọi là ngon này. Thịt đồ trắng ơi là trắng đấy mọi người ạ. Rồi. Da nó giỏi lắm mọi người. Đây. Thơm. Đùi đây mới ngon này. Ui giời cái phần da luôn giòn giòn nữa. Chấm ăn cái chấm. Ui ôi. Ôi chấm ngon quá. Đa giòn lắm mọi người. Ui tắm ớt thơm hết ui. Quá là cơm quá ngon luôn. Ui. Tiếp tục làm miếng nó cho nó đến đầu đến nó cũng sướng cả đời người luôn các bạn ạ. Đây này. Đây mọi người. Ui. Ui giật thịt. Bóp bê. Cười mấy. Ngon quá. Thịt của nó kiểu giòn giòn, cứ bốc lên ngọt mọi người ạ. Lợn sữa thì bình thường là nó sẽ vị ngọt rồi mọi người. Chú ơi, trong nhìn... đường nước á, em chưa. Lần đầu tiên mà kiểu thấy anh em gọi là xé đùi lợn. Bình thường người ta chỉ xé đùi gà, đùi chim những thứ thôi. Ngoài cay tí nào. Rồi, quả đúng nhá. Hôm nay là anh em chơi hắn xé đùi lợn luôn. Đấy. Đó. Ngon quá. Cái này của ta. Anh ơi. Anh làm cả cái em làm phát ba chỉ. Anh nghĩ là phần ba chỉ nó ngon đấy. Lợn cả con kìa. Anh ấy cứ đùi ngon đêm. Sườn xương sườn sườn ngon này. Ba chỉ đấy, ba chỉ là phần ngon nhất của cái con lợn sữa này đấy. Bóng. Đây mọi người, đoạn này đoạn chính ba chỉ này. Không cần chấm luôn đấy. Thịt ngon lắm. Ôi giời, một phát lòi ra mấy cái xương luôn. Hôm nay là anh em mình quay cả con lợn như này thì không thể thiếu được bia được. Ngồi anh em ấy gặp đùi lợn xong rồi uống bia tuyệt vời luôn mọi người ạ. Cay cay, ngon đấy. Cay xéo quá. Ngon. Ui ôi. Thịt lợn sữa khác. Ây ạ. Ăn mãi giờ mới để ý. Cay quá, giờ mới để ý có tí vị mật ong mọi người ạ. Bởi vì anh mình quyết lớp mật ong mà. Mọi người ơi, Cương nó làm phát ba chỉ này. Úi giời. Bình sườn đấy. Ủa, sườn ngon nhỉ. Sườn dưới cháy cháy. Đây, lợn ba chỉ bói xương nhỉ. Nó còn có cái sút nữa. Rồi. Bói xương nhỉ. Cay à. Làm ngon đây là chơi cả phát thế này này. Này. Chuột. Mềm ngọt mọi người. Mình thấy ăn cứ sụt sụt xoạt xoạt, nhìn ngon quá mọi người ạ. Quá ngon, quá đẳng cấp luôn. Từ bé đến lớn bây giờ mới được ăn có lợn sữa này. Quá đẳng cấp, quá ngon luôn này. Mà nó thơm quá vậy. Thơm ngon.
nguyên thịt ong chưa cần. Nhưng mà tác dụng của mật ong khi mà phết vào lợn nướng thì nó sẽ là như vậy. Thật sự là nhìn anh em mà làm một cái đùi ấy to, một mình mà kiểu ăn một cái đùi thì đúng là phải nói là lo luôn nha mọi người nha. Nó phải đến khoảng độ gần một cân thịt ở cái đùi heo đấy. Mặt bên này mình còn chưa chạm đến, còn bên này nào anh em ơi, vô phát này cho nó khỏi đứt cây tí nào. Nào anh em ơi, còn nguyên một lửa con này mọi người này, gọi là đùi trước đùi sau là anh em xé rồi, bây giờ chỉ còn phần thịt ba chỉ với cả sườn những thứ thôi. Gần với cái dài mọi người, giòn lắm, giòn. Em bóc phần ra. Ôi gặm thiêu sườn. Chung là nếu mà nướng phanh ấy thì sẽ không được giòn như là kiểu nướng nguyên con đâu mọi người ạ. Nướng phanh thì nó sẽ có phần nó bị xém hơn. Đấy, thịt ăn chỗ nào nó cứ xé đến đấy thôi. Chóng heo. Đây. Xé được. Ui thịt kìa. Ui giời ơi. Thịt kìa, ui. Ui giời ơi, ngon. Ui. Ui cái thịt ngon nè. Cái miếng này giòn này. Ừ. Phần da cứng cứng đúng không? Cứng cứng. Rồi phần giữa lưng là mình thấy giòn nhất. Như bánh đa luôn. Anh mạnh. Tốt rồi anh. Luôn. Giòn thật. Thì quá ngon. Đấy mọi người ạ. Đây mọi người sẽ thấy đây. Là anh em đã xé kiểu gọi là đánh chén hết một con heo sữa quay ngày hôm nay rồi. Anh em hôm nay thử trải nghiệm lần đầu mà ăn heo sữa gọi là tắm ớt ấy, thì anh em thấy như nào? Nướng kiểu này quá tuyệt luôn. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng cái vị này nó lạ anh ạ. Có tí mật ong nó ăn nó thơm lắm. Thịt heo thì thịt heo cũng ngọt. Thịt heo sữa cũng ngọt. Ăn ấy thịt heo kiểu quay cả con như nó ngon kiểu khác, nhưng cái kiểu này ngon kiểu đặc biệt, kiểu nó khó tả hơn. Đó thì như mọi người thấy ấy, là hôm nay ấy, là anh em mình chơi độc lạ, là anh em mình cho heo anh em mình tắm ớt, anh em mình nướng và sẽ không phải chặt ra, bình thường là người ta sẽ chặt, nhưng mà anh em mình ấy thì cứ kiểu dân dã quen rồi là anh em mình chơi gọi là làm cái món đây là gọi là heo xé phay luôn mọi người ạ. Đấy, không dùng cái gì để cắt đầu mà dùng tay để xé luôn. Bình thường mọi người chỉ thấy xé gà, xé vịt, xé ngan những thứ thôi, nhưng hôm nay là anh em mình xé nguyên con heo nha các bạn nhá. Thì đấy, thì mọi người cũng đã thấy là anh em ấy là chia nhau rằng xé con heo này thì cuối cùng cũng đã gần hết rồi nha các bạn nha. Thực sự thì khi mà để anh em xé heo mà xé gọi là xé phay như thế này thì mọi người sẽ thấy này, cái tay của mấy anh em này mọi người này, cái tay này ui giỏi rồi, bám ớt bột rồi dầu mỡ những thứ thì nó hơi gọi là nhìn nhem nhuốc một tí thôi, mới dân dã mới ngon, nhưng mà ăn như này nó mới ngon. Thì cũng đã cho mọi người biết cái hương vị của cái món heo tắm ớt này nó như nào rồi, thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho là nhiều, để anh em mình có động lực, anh em mình có những clip khác hay hơn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.